Nói đến măng cục Bảo Lộc, những người nông dân thường hay nhắc đến cái tên Vũ Phi Hùng ở xã Lộc Thành, bởi ông là một trong những người tiên phong đưa cây măng cục về Bảo Lộc trồng đại trà. Đến nay sau 18 năm, ông đã sở hữu lên đến 700 gốc măng cục, trong đó đã có hàng trăm cây ở thời kỳ kinh doanh đang cho thu hoạch, với sản lượng đạt đến gần 100 ký quả một cây một vụ. Liên kết cùng với các cái hộ nông dân khác trồng măng cụt để cho nó có cái nó có một cái sản lượng tương đối lớn để mình mới ăn nói được. Thực ra bây giờ nếu mà manh mún quá thì mình sẽ không có được những cái hợp đồng. Cho nên hiện tại bây giờ như năm vừa rồi là tôi cũng tích cực gom góp lại tất cả các nhà vườn lại để mình tìm một cái tiếng nói chung, để từ đó mình có cái đầu ra nó ổn định hơn. Thì hiện tại bây giờ cũng có một cái tin mừng là cái đầu ra của mình là bao la, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Măng cụt Bảo Lộc luôn có giá cao, dao động từ 35.000 đến 55.000 đồng một ký, tùy thời điểm và tùy kích cỡ phân loại lớn nhỏ. Khí hậu tại Bảo Lộc đã làm trái măng cụt ngon đẹp cả về hình thức mẫu mã đến chất lượng. Lớp vỏ mỏng, đẹp, căng mịn và bóng đều, cơm dày, trắng, độ chua ngọt rất thanh và tỷ lệ hư hao cực kỳ thấp. Chỉ sau một vài năm tiếp cận với thị trường, măng cụt Bảo Lộc đã thực sự có chỗ đứng và nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Chính vì thế, việc thành phố Bảo Lộc xây dựng nhãn hiệu măng cụt Bảo Lộc là điều tất yếu. Tuy nhiên, đến nay, người nông dân trồng măng cụt tại đây vẫn chưa tiếp cận được nhãn hiệu này. Thực tình thì tôi cũng có nghe nói là Bảo Lộc năm vừa rồi, năm 2020, ấy, là đang xây dựng cái thương hiệu chung măng cụt Bảo Lộc. Nhưng mà không biết kết quả thế nào thì tôi cũng chưa nắm được. Em rất là mong muốn thành phố phát triển lên một cái thương hiệu. Cái thứ nhất là ổn định về cái đầu ra cho bà con. Cái thứ hai là để cho bà con biết được cái kỹ thuật chăm sóc cái cây măng cụt và để sao đảm bảo được cái lượng trái của mình được nó đạt kết quả tốt nhất cho đến người tiêu dùng ạ. Một điều đáng quan tâm nữa là măng cụt sau khi cho trái khoảng 3 đến 4 năm thì sẽ bị mất mùa trắng một năm. Mặc dù người nông dân cũng đã tìm nhiều cách nhưng thực trạng này vẫn xảy ra. Riêng cái cây măng cụt ấy thì các nhà khoa học họ vẫn nói nó là một nó là cây nữ hoàng gen trái, nhưng mà thực sự là nó rất là đồng đảnh, nó rất là khó chăm, bởi vì có thể là mình cũng chăm với cái kỹ thuật như vậy nhưng mà năm nay thì có trái nhưng mà sang năm thì nó lại không có. Cho nên cái này bên khoa học ấy, các nhà khoa học thì họ vẫn đang nghiên cứu, nhưng mà với cái vùng Bảo Lộc ấy thì tôi thấy là mấy cái chu kỳ vừa qua là khoảng cứ 4 năm nó sẽ mất mùa một năm. Nhưng mà bù qua bù lại thì cái kinh tế nó vẫn cao hơn những cây trồng khác. Em cũng đang mong muốn lại là có những cái tổ để ngồi lại với nhau rồi tổ chức để đưa ra những cái ý kiến để mình khắc phục được cái thời tiết, để khỏi tránh tình trạng bị mất mùa, cứ năm được năm mất như vậy. Em cũng đang mong muốn. Khắc phục được tình trạng mất mùa măng cụt như trên, cũng như đưa nhãn hiệu măng cụt Bảo Lộc vào thực tiễn sản xuất là mong mỏi của người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Bởi theo bà con nông dân, bên cạnh chất lượng thì nhãn hiệu chính là nhân tố quyết định giá thành. Nhãn hiệu cũng sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt rõ đâu là măng cụt Bảo Lộc với các loại măng cụt ở những vùng khác. Từ đó, giá trị trái măng cụt Bảo Lộc sẽ tăng lên nhiều lần. Hy vọng trong thời gian sắp tới, chính quyền thành phố Bảo Lộc sớm đưa nhãn hiệu này vào vận hành và bà con nông dân sớm tiếp cận được với nhãn hiệu măng cụt Bảo Lộc.